Về đây trình được thì em thấy mặt để trình về cái đề tài nghiên cứu đặc điểm viêm phổi do Klebsiella pneumoniae trên ESBL tại Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái bài trình bày của chúng em ngày hôm nay thì sẽ gồm 6 phần. Thứ nhất đó là về thành đặt vấn đề, thứ hai là mục tiêu nghiên cứu, thứ ba là tổng quan y văn, thứ tư là đối tượng phương pháp nghiên cứu, thứ năm là kết quả nghiên cứu bàn luận và cuối cùng là kết luận. Thì về phần đặt vấn đề thì chúng ta đã biết là viêm phổi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại, thì nó có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong rất là cao, mà trong đó thì Klebsiella CDBSBL là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc. Mà tuy nhiên thì có rất ít cái nghiên cứu về cái tác nhân này, thế nên là chúng em tiến hành cái nghiên cứu này với cái mục tiêu là mô tả các đặc điểm về viêm phổi do Klebsiella CDBSBL tại Bệnh viện Thống Nhất. Cái thứ hai là với các mục tiêu cụ thể đó, thứ nhất là khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Thứ ba, mục tiêu cụ thể thứ hai đó là khảo sát các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong, và cái cuối cùng đó là khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của Klebsiella. Về phần tổng quan thì như chúng ta đã biết đó là viêm phổi đó là cái hiện tượng viêm của nhu mô phổi, bao gồm cả cái viêm phế nang, túi phế nang, tổ chức liên quan mô kẽ và tim tiểu phế quản tận cùng. Thì về phân loại chúng ta sẽ có một số cái phân loại là viêm phổi cộng đồng, bệnh viện và thở máy. Thì trong đó chúng ta sẽ dựa vào chẩn đoán là dựa vào các bằng chứng lâm sàng kết hợp với các triệu chứng là bệnh nhân sốt, ho, đau ngực hoặc là khó thở kèm theo các tổn thương trên X-quang hoặc là CT. Về đánh giá mức độ nặng thì chúng ta thường dùng cái răng điểm cộp 65 để phân giá mức độ nhẹ nặng trung bình của bệnh nhân và cho bệnh nhân có điều trị ngoại trú hay là nội trú hay là phải nhập ICU. Về tần suất ở viêm phổi cộng đồng do Klebsiella của thấy được ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này tần suất khoảng 15 đến 18%, còn đối với viêm phổi bệnh viện mà liên quan đến thở máy thì cái tần suất này nó khoảng 33%. Đối với nghiên cứu ở châu Á thì nghiên cứu chung người tác giả nghiên cứu đấy nó khoảng từ 12%. Tương tự như vậy thì cái tác giả Nguyễn Phạm Hùng Vân cũng nghiên cứu thấy được tác nhân này nó chiếm khoảng 12% đối với CBA hoặc là nuôi cấy. Thì tình hình tỷ lệ đề kháng kháng sinh của Klebsiella ở viêm phổi bệnh viện hay là viêm phổi thở máy thì nó khoảng là 44,7% và nó sinh ESBL là khoảng 41,1%. Thì mục tiêu thiết kế nghiên cứu của chúng tụi em là thiết kế nghiên cứu tiến cứu cắt ngang mô tả với cái thời gian thực hiện là từ tháng 1 2016 đến tháng 12 2018, và tiêu chuẩn chọn bệnh là tất cả những bệnh nhân mà được chẩn đoán viêm phổi có kết quả cái dịch tiết hô hấp dương tính với Klebsiella và được phân tích bằng phần mềm FSBS 22.0. Thì từ tháng 1 2016 đến tháng 12 2018 thì chúng tôi ghi nhận được khoảng 536 trường hợp, trong đó với độ tuổi trung bình là 76,7, nam thì chiếm gấp 3 lần nữ. Tỷ lệ và viêm phổi cộng đồng có tương đương với tỷ lệ viêm phổi bệnh viện. Tuy nhiên ở trong cái nhóm mà viêm phổi cộng đồng thì bệnh nhân có yếu tố nguy cơ chiếm tới 63,1%, còn ở nhóm mà viêm phổi bệnh viện thì viêm phổi bệnh viện trễ này chiếm khoảng 60%. Về phân bố cái bệnh nền của bệnh nhân thì hầu hết là bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ bệnh nền là tăng huyết áp, di chứng tai biến và đái tháo đường. Tương tự ở nhóm mà viêm phổi cộng đồng hay viêm phổi bệnh viện thì ba cái tiền sử bệnh là tăng huyết áp, đái tháo đường và di chứng tai biến mạch não cũng là nhiều nhất. Về các đặc điểm lâm sàng thì đây ran, phổi, ho, đàm, khó thở đều gặp ở tất cả các bệnh nhân có nhiễm Klebsiella CDBSBL hoặc là không CDBSBL. Về đặc điểm cận lâm sàng thì chúng tôi thấy được rằng là cái tổn thương đa thùy hay là neutrophil dương tính hay là PCT tăng cao hay là tình trạng ure huyết tăng cao thì nó chủ yếu chiếm ở bệnh nhân nhiễm Klebsiella CDBSBL, mà nó có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Chúng tôi ghi nhận được 156 trường hợp bệnh nhân có Klebsiella CDBSBL, và trong đây thì ghi nhận được rằng là những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng có yếu tố nguy cơ hoặc là viêm phổi bệnh viện trễ thì cái tỷ lệ mà tác nhân CDBSBL nó chiếm rất là cao ở hai cái nhóm này. Ngoài ra thì các đặc điểm khác như nhịp tim, rối loạn tri giác, SpO2 hoặc khó thở hoặc bạch cầu hoặc là neutrophil hoặc là ure thì đều nó có liên quan đến cái tiên lượng sống còn tử vong của bệnh nhân giữa hai cái nhóm sống và nhóm tử vong, và đều có ý nghĩa thống kê. Phân tích về một cái vấn đề tiếp là tình trạng bệnh nhân nhập ICU hay không, thì chúng tôi ghi nhận được rằng thì những bệnh nhân nhập ICU thì cho thấy rằng tỷ lệ mà tăng tiên lượng tử vong của bệnh nhân, những bệnh nhân này chiếm tới 17,9%, và ở những bệnh nhân có tình trạng suy hấp hay là tình trạng rồi cân serotonin tăng cao thì nó cũng làm tăng tiên lệ tử vong của bệnh nhân.
Và tương tự như vậy, các nghiên cứu của tác giả Tạ Thị Diệu Nguyễn hay là tác giả William thì chúng tôi ghi nhận thấy rằng là rối loạn thị giác hay là tình trạng ure tăng cao đều có liên quan đến tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Về tình hình đề kháng kháng sinh giữa hai nhóm tác nhân SNESBL và không CSBL thì chúng tôi ghi nhận được rằng bệnh nhân có Klebsiella có nhiễm viêm phổi do Klebsiella SNESBL thì có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao hơn với cái nhóm mà không SNESBL. Và hai cái tác nhân này và hai cái cả hai nhóm này đều cho thấy là có cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao với cả C3, C3 và C4 hay là nhóm quinolone. Tỷ lệ đề kháng ở nhóm meropenem hay là ibipenem nó khoảng xấp xỉ khoảng 30 đến 28 đến 32%. Và trong đó chúng tôi ghi nhận được rằng nó có khoảng một số chủng nó có thể gây được đề kháng kháng sinh ở nhóm colistin. Tương tự như vậy thì ở nhóm viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện thì chúng tôi cũng ghi nhận được rằng ở nhóm viêm phổi bệnh viện thì cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh nó cao hơn hẳn so với nhóm mà viêm phổi cộng đồng, và trong đó thì cũng đề kháng cao với các nhóm C33 và C4. Ở nhóm ibipenem hay meropenem thì tỷ lệ kháng nó khoảng 30% và cũng có khoảng 1,4% đó là nó có kháng được cả colistin. Cuối cùng tôi xin đưa ra một số cái kết luận đó. Về lâm sàng thì tuổi trung bình trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì là khoảng 76. Trong đó thì nam nhiều gấp 3 lần nữ. Tiền căn thì chủ yếu là tập tăng huyết áp, đái tháo đường và di chứng tai biến mạch máu não là thường gặp nhất và ở gặp cả hai nhóm. Triệu chứng lâm sàng thường gặp của bệnh nhân đó là ra nổ, ho đàm và khó thở. Thì đa số bệnh nhân xuất nhập ICU trong nghiên cứu chúng tôi, thời gian nằm ICU kéo dài, tỷ lệ tử vong này nó càng lên cao, nó khoảng 5%. Về cận lâm sàng thì tổn thương trên X quang thường là tổn thương đa thùy, với rocastitonin trong nghiên cứu là khoảng 6.12, tỷ lệ ure tăng cao. Các yếu tố liên quan đến tử vong đó là nhập ICU, tình trạng tăng mạch cầu, tình trạng tăng rocastitonin, tình trạng suy hấp và tuổi lớn hơn 75. Và tình trạng đề kháng kháng sinh thì tỷ lệ tác nhân SNESBL trong nghiên cứu của chúng tôi là 29,1%. Đề kháng kháng sinh cao ở đặc biệt ở các nhóm bệnh nhân viêm phổi bệnh viện khởi phát muộn, và các nhóm kháng sinh kháng gần như hoàn toàn đó là nhóm beta lactam, cepha và quinolone. Còn về vi khuẩn, còn một số cái vi khuẩn còn nhạy với các carbapenem và colistin. Tuy nhiên thì trong nghiên cứu ghi nhận được có xuất hiện một số chủng nó có kháng được với colistin ở nhóm bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn.